Xin kính chào toàn thể các bác và anh em âm thanh trên mọi miền Tổ quốc và chào mừng các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em Hải đang lên một clip ở tại chi nhánh miền Bắc của Hiếu Minh Audio, có địa chỉ tại ban 64 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đây. Hôm nay thì hàng vừa chuyển ra các bạn, hàng vừa chuyển ra rất nhiều các dòng súp bãi này, súp bãi, loa bãi, bát 20, 25, 30, 40, rất đa dạng, rất nhiều loa luôn. Anh em vừa xếp xong thì trong đó thì có rất nhiều các sản phẩm nhập khẩu chính hãng của thương hiệu PS Audio, có các dòng như là đẩy công suất 2 kênh, 4 kênh, vang cơ, vang số và micro không dây nâng tiếng. Thì trong clip ngày hôm nay em xin trân trọng được giới thiệu đến các bác và anh em một bộ micro không dây phiên bản nâng cấp và phiên bản mới nhất tháng 9 năm 2022 của thương hiệu PS Audio, có model là VK10. Anh em vừa chuyển hàng trong kia xong, để em để lại để quay và giới thiệu đến các bác, cũng như là chia sẻ đến các bác và anh em sản phẩm chính hãng, chất lượng và giá thành thì rất hợp lý này của thương hiệu PS Audio, một bộ mic mà rất là hay. VK10 model của nó đây các bác nhé, vỏ hộp xốp này. Hùng mở hộ anh với. Tại vì chuyên mục bóc bạn Hùng là chuyên viên bóc tem các sản phẩm âm thanh, chuyên mục bóc tem và được trải nghiệm trực tiếp nhất các dòng vang này, loa này, đẩy, mic. Về chưa ai được test, bạn đã test hết rồi. Em đã được test hết rồi. À đây, thì đầu tiên bộ mic này thì được đóng trong xốp rất là dày, kè này, chia từng phụ kiện, rồi là đầu thu, tai mic. Phụ kiện đi kèm của em nó thì gồm một ủ nguồn adapter, một dây kết nối 6 ly xuống âm ly hoặc vang, và hai tay chống lăn ngang, hai tay chống lăn đuôi, và tai rời này. Tai các bác vẫn đắt vào tủ thì bắt rồi này. 4 quả pin để test sử dụng một lần, và hai dâu sóng ngắn, thiết kế ngắn này, chứ sóng thì rất là khỏe nhé. Tai mic này, tai mic được sơn nano chống xước, chống rỉ, chống nước, chống bám vân tay, màu đen. Các bác thấy không, tay em có mồ hôi nhưng mà bám vào là không bị bám vân tay, không xấu này. Thiết kế rất là đẹp. Chóp bích được sơn màu đen chống nước này, chống gì rất khó xước. Ở viền này thì cắt CNC này, cắt CNC rất là đẹp, cắt CNC rất là đẹp này. Và một điểm nữa mà em rất ấn tượng mà khi cầm đến tay mic này, đó chính là màn hình hiển thị công nghệ rất là đời mới. Một chút thay đổi thôi mà cho người trải nghiệm cảm giác mà đây là một bộ mic rất là đẹp, nó đi trước công nghệ về những cái mẫu mã bên ngoài. Em chưa nói chất âm nhé, nói về cái phiên bản mới này thì nó thiết kế cái mẫu mã thay đổi rất là nhiều và thay đổi theo hướng là rất là đẹp và đi trước công nghệ, cảm giác rất là cực kỳ tinh tế luôn, sắc sảo. Model này PS VK10. Chỗ lắp pin nữa nhé. Và đây, tem bảo hành của nhà hãng PS năm 2022 này. Và đến đầu thu thì đầu tiên thì đây, các bác có thể thấy với các sản phẩm chính hãng thì sẽ có tem của nhà hãng để chúng ta có thể được check được sản phẩm chính hãng. Thì các bác có thể là quét mã QR theo trên Zalo này, hoặc là cào ra để lấy mã QR, hoặc là lấy mã số để soạn tin nhắn theo cú pháp của nhà hãng và số điện thoại online. Các bác có thể check trực tiếp đến, check trực tiếp luôn sản phẩm này là bên phân phối cấp cho đại lý Hiếu Minh Audio
chuẩn luôn. Để check hàng hãng thôi nhá. Thiết kế đầu thu là thiết kế màu đen, size 1U. Logo này, PSVK10. Nước nguồn ở bên phải đây. Và màn hình được cắt CNC thu nhỏ ở hai bên, bên trái và bên phải. Màn hình khá là to, hiển thị thông số kỹ thuật cũng rất là giống với các bộ mic khác, không thay đổi gì nhiều. Và mắt thần IR để bắt sóng của bên trái và vế B là vế phải. Tăng giảm volume này, tăng giảm tần số này, nút set để bắt lại tần số. Chỉ có mẫu mã thay đổi thôi và các chức năng thì không khác gì các bộ mic không dây khác. Và phía sau thì thiết kế hai cổng output gồm một cổng kết nối 6 ly là cả hai cổng A cộng B và Canon để riêng biệt nước nguồn, và hai dâu sóng này. Các bác muốn bắt sóng khỏe thì cắm dâu sóng ở đây nhé. Một chiếc tem của nhà hãng, rất là nhiều tem đúng không ạ. Đầu thu thì cũng rất là đẹp, màu đen dễ nhìn. Còn em ấn tượng nhất và là với bộ tai mic này. Tai mic là cái mà chúng ta sẽ cầm để trải nghiệm trực tiếp nhất. Thì tai mic thiết kế rất là tinh tế, sắc sảo. Ok, và bây giờ thì lại nhờ bạn Hùng, để người chuyên trải nghiệm chất âm của các sản phẩm tại Hiếu Minh Audio và cũng là chuyên gia đánh giá chất lượng các sản phẩm này. Bây giờ thì xin mời em Hùng sẽ cùng các bác trải nghiệm chất âm của bộ mic PSVK10 này. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Giờ thôi hết những ước mơ dài,
sương mưa còn rơi rớt trên đôi sông. Lạnh đôi vai em ơi đưa bước chân, tìm anh ngày mai. Kỷ niệm đêm xưa em ơi nhớ trong bao một lời yêu đang ai hôn nào. Đừng còn muốn anh ta có nhau từ giây thành thế nào. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi đọc nên năm hay dần trôi. Mặc cho thời gian hớ hớ, số nhau bay cao. Chuyện tình yêu đã ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô cánh rồi. Tầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng của mai trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn thôi về. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng của mai trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn thôi về. Rất tuyệt vời đúng không bác? Lại tiếp tục là chuyên mục phỏng vấn chủ nhân của giọng ca vừa rồi. Ok, em Hùng cho anh xin đôi lời nhận xét về bộ mic PS VK10 phiên bản mới nhất này nhá. Vâng, cái mic này thì rất là sáng và sạch các bác nhá. Và độ bắt mic thì cũng rất là tốt. Và rất là... Hát rất nhẹ đúng không? Hát rất nhẹ. Hát nhẹ, tiếng mic sáng, sạch. Đây đúng là yêu cầu của những bộ mic không dây. Và bộ mic PS Audio hàng chính hãng PS VK10 này thì chất mic đáp ứng được những nhu cầu đó. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua anh Hùng Minh với các số điện thoại online. Thì hiện tại thì bên em đang có hai chi nhánh bán lẻ. Một chi nhánh ngoài Bắc có trụ sở tại 364 Khu Trung Hòa Đông Hà Nội. Một chi nhánh có trụ sở tại 48B, cư xá Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe An Sương khoảng 500 đến 700 m. Và các bác có thể là gọi qua số hotline để bên em có thể tư vấn và hỗ trợ bán hàng cho bác và khách hàng. Ngoài Bắc thì bác liên hệ qua số hotline là 0919182233 và 0869977229. Cơ sở Sài Gòn có số hotline là 0982352313. Và rất cảm ơn các bác đã theo dõi và yêu mến Hùng Minh Audio. Và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.